Hôm nay là cái buổi thực hành giữa cái thời kinh tọa, mọi người cứ ngồi xung quanh á, là mình sẽ nhìn thấy người ta làm và tôi nói từng cái bước từng đầu. Trước hết á, là trong cái thần kinh tọa là bệnh làm hiện nay là phổ biến rất là nhiều, tức là ở trong cái xã hội hiện nay, không phải chỉ trong nước mình mà ở nước ngoài cũng thế. Thì mà cái bệnh này á, là thường thường á, là cái khuynh hướng bao giờ cũng vậy, là bác sĩ sẽ động viên chúng ta giải phẫu. Theo tôi đó, vì mình cố gắng điều trị nội khoa cho thật tốt, chừng nào mà kêu bằng đối đế kỳ cùng mà đi không nổi đó rồi đó, thì giờ lúc đó ta nghĩ đến cái chuyện đó. Còn nếu chúng ta còn giải pháp thì chúng ta sẽ còn tiếp tục là quyết định cái giải pháp đó. Và phải nói một điều á, là cái phương pháp điều trị bằng tập chỉ liên tâm á, là khá ổn định từ trước tới nay về đối với thần kinh tọa. Nhưng mà cái người mà được điều trị á, là cần phải có cái người nhà học tập để mà mình còn theo dõi và điều trị một cái thời gian khá dài, nhưng phải là chỉ có một lần là khỏi. Do vậy á, là chúng tôi luôn luôn động viên là anh chị em học viên á, mà khi mà đi đến đây đó mà muốn chữa bệnh thì mình cũng phải cần có người học hỏi để giúp cho mình. Và hôm nay chúng ta sẽ có hai cái trường hợp bị thần kinh tọa, và hai cái người chữa bệnh lại là hai học viên, chứ không phải chúng tôi chữa, mà chúng tôi chỉ để cho thấy rằng là cái người học viên cũng có thể làm được những cái kỳ tích. Bây giờ đầu tiên á, là xin mời chị họ tên gì? Dạ, thưa Phạm Xuân Lan. Dạ, rồi bác bị bao lâu rồi? Dạ thưa, cũng gần một năm rồi. Gần một năm rồi, dạ. Thì bác có điều trị đâu chưa? Dạ thưa chưa. Mà sao bác biết bác bị thần kinh tọa? Dạ tại vì nghe hỏi thăm đó thầy. Thành ra ta nói nếu mà đau như vậy thì sẽ là thần kinh tọa. Thành ra biết là thần kinh tọa. Biết thần kinh tọa thôi, chỉ chưa dạ, có được chẩn đoán điều trị thôi. Chưa được. Dạ, và có uống thuốc gì tự ở nhà uống không? Dạ thưa không. Vậy là cái đau đớn cũng không có nhiều lắm đúng không? Dạ cũng đau nhưng mà ráng. Và ráng, chứ thực ra là nếu như mà đau chịu không nổi là phải uống thuốc rồi. Dạ. Rồi xin mời tiếp với chị, cái tiếp chị họ tên gì? Dạ, Nguyễn Ngọc Cảnh. Rồi chị ở đâu vậy? Ở Thủ Đức. Ở Thủ Đức. Rồi chị bị đau thần kinh tọa bao lâu rồi? Đau lưng thì lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Cũng chắc cả mười mấy năm á, mà giờ nó nhức cái chân luôn, ngồi đứng dậy ngồi xuống không nổi. Đứng dậy phải kéo vịn cái gì kéo lên riêng mới lên. Được chứ còn không có được. Dạ. Rồi mà từ trước tới nay là chị có điều trị bằng phương pháp nào chưa? Có đi vật lý trị liệu ở bên quận 3. Mà với lại uống thuốc. Uống thuốc ở Đại học Y Dược. Uống quá trời quá đất mà thấy không có tiêu chuyển gì hết. Rồi thấy trên mạng thấy thầy nè, rồi mới đi là dùng không dùng thuốc rồi con nó có hết cho đỡ uống thuốc chứ thống lỡ miệng hết trơn. Đúng rồi. Dạ. Mà làm sao mà chị biết ở đây mà chị đến? Dạ con ở trên mạng. Ok rồi, ok. Và như vậy á, là mọi người thấy rồi đó, đau đớn rồi điều trị rồi các thứ và thuốc men, nhiều khi có những cái trường hợp á, mà điều trị bệnh chưa khỏi mà bao tử cũng tanh bành tứ bự. Tại vì mình dùng những cái thuốc mà nó ảnh hưởng tới cái dạ dày. Và như vậy là hôm nay chúng ta sẽ điều trị một cái phương pháp hoàn toàn không dùng thuốc, đó là phương pháp bấm huyệt theo kiểu thập chỉ liên tâm. Ok, bây giờ điều đầu tiên á, thì chắc có lẽ hai vị đứng, hai bệnh nhân đứng lên và dời cái ghế ra dùng một xíu ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ hai vị vui lòng ngồi xuống đứng dậy giùm tôi thử nè. Ngồi xuống. Rồi xổm người gì đó, đó, lung kha lung tung. Rồi đứng dậy. Rồi, đó. Bây giờ chi kia là không có người vịn là không được phải không? Dạ, phải có người kéo lên. Người kéo lên, bây giờ ngồi xuống lần nữa coi. Rồi, đó. Rồi chị cũng ngồi đi, ngần ngại ngồi quá hả? Rồi, đứng. Rồi, dạ, rồi đứng dậy, ok. Rồi, xin mời hai vị ngồi trở ghế vô ghế đi. Bây giờ là hai cái vị này sẽ, thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ thăm khám bằng cái phương pháp của chúng ta là gì? Là đưa hai chân lên và cái người thầy thuốc ấy sẽ đo hai chân mình. Cái đo này là gì? Đó là đo gót chân. Và chúng ta sẽ thấy là thứ nhất là chúng ta đo gót chân trước, bẻ cái chân cong lên, bẻ cái chân lên. Rồi, chúng ta sẽ xem cái gót chân có bằng nhau không? Không. Ở bên đây là bằng nhau hết. Chân này chân dài. Này như bằng chân, chân ngắn. Rồi, chưa? Rồi chân nào dài, chân nào ngắn? Này dài, này ngắn.
rồi. Hai cái mắt cá là sao? Lệch. Lệch với nhau ha. À, rồi ép vô thấy lệch rõ ràng ha. Ok. Và ở đây mắt cá của em có lệch không? Mắt cá ở bên trái dài hơn đúng không? Đấy. Tao không phải đeo kiếm mà được. Ok. Và bây giờ bỏ chân xuống. Sau khi mà chẩn đoán xong rồi thì chúng ta sẽ, điều đầu tiên chúng ta sẽ tác động bằng cách là chúng ta dùng cái ngón tay cái của mình và tác động vô cái điểm giữa của bàn tay, điểm của ngón 4 và ngón 5. Xin mời mọi người làm thử đi. Đó. Ngón 4 và 5. Ông ơi, không để ông học ở đâu rồi. Chết cha rồi, ông vậy ông bấm con, ông để ông biết. 20 lần. Thầy. Rồi bấm 20 lần. Đây. Mọi người nhìn thấy là rõ ràng không? Đó. Được chưa? Rồi, sau khi ta làm xong rồi, ta đổi lên cái bên ta bên kia. Anh này hôm nay ngồi lớp hoài mà sao không làm gì đâu vậy? Rồi. Đúng rồi đó. Chính xác. Rồi, bây giờ sau khi bấm 4 và 5 xong, hai cái ngón này là cái ngón là tác động lên hệ thống thần kinh của mình ở trên cái bộ phận thần kinh của mình, nó có cái ngay cái máng cầu cho não ấy, thì nó có một cái hệ điều hành trên đó. Khi ta bấm đó thì nó sẽ tác động thẳng xuống cái cục sống lưng của chúng ta. Và bây giờ hai vị vui lòng dời ghế ra và ngồi xuống đứng dậy lại cũng có khác gì. Rồi chị đừng có vịn tay vịn chân nữa nha. Rồi ngồi xuống. Rồi đứng dậy. Rồi ngon lành. Ok. Chị thấy sao? Dạ, dễ hơn hồi nãy nhiều. Dễ hơn hồi nãy nhiều. Ô, bà kia bây giờ không cần người nữa phải không? Dễ, đứng dậy nghe dễ. À rồi, tôi xin cho là khó tay. Hay quá. Hai ông này là hai, không phải là hai ông thầy mà bấm giỏi quá nha. Thế thì bây giờ là chúng ta chỉ cần bấm đúng là có kết quả rồi. Và đến cái phần tiếp nữa là chúng ta sẽ bấm ngũ bội tam tinh chân. Tất nhiên là hồi nãy chúng ta đã học cái cách bơm máu tinh chân rồi. Bây giờ là hai người này sẽ bấm ngũ bội tam tinh chân của hai bệnh nhân. Rồi xin mời. Rồi buông lỏng ra, rồi bấm nha. À, khi mà bấm thì thứ nhất là đầu gối phải co lên. Thầy hai này học mấy ngày rồi quên mất rồi. Rồi thứ hai là cái cổ chân phải co lên đó, như vậy mới đúng. Chà, học hổm rề là lớn gối vậy. Chưa học thầy ạ. À. Không. Thầy hai chưa kìa. Đó. Đấy, đó bây giờ như vậy là chúng ta sẽ co chân nha, đầu gối co chân lên và bấm ngũ bội tâm tinh chân. Nhớ là luôn luôn phải co cái ngón chân lên. Đau là đúng rồi, tốt. Đau thì mới đúng. Làm 3 lần phải không? 3 lần. Làm mỗi ngón chân thì làm 5 cái và làm 3 lượt. Rồi. Sao chị thấy bấm này dễ dễ không? Dễ bấm không? Dạ. Cái nóng giò nào dễ trong giò ông xã con khó không thầy, nó bự quá. Khó là tại ông khó đúng không? Đấy, đừng có cưng chiều ông xã quá. Đây, đây nè. Đó, một cái này mọi người một chút sẽ được học. Ha, thì ở đây đang hướng dẫn thôi. Đó, đúng rồi đó. Các anh chị bệnh nhân lưu ý là sau khi mà hai đi làm mẫu xong á thì là chúng ta bệnh nhân nào cũng sẽ được chữa, là ngon nha. Mọi người yên tâm. Sao chị nghe đau lắm hả? Dạ thưa đau. Đau nhưng một chút xíu chúng ta sẽ thấy dễ chịu. Nè. Nhưng mà anh bút nhẹ quá mà sao cũng đau. Anh nhẹ đấy. Cái tay ông này bút nhỏ này là võ sư. Cho nên ông bút nhẹ cũng đau á. Võ sư này là chuyên đánh tây hả anh?
người ta là bóp nghe sướng nghe dễ chịu, còn bóp nghe đau coi phải nhặt ngang như vậy. Không, đây là có kết quả đó, có kết quả là vào lắm là chạy chạy. Vậy giờ là may mắn lắm được cái ông này, ông thầy để đang mạch tôi rước về. Rồi sau khi bấm hai cái ngụ bội tâm tinh chân xong thì ngồi bỏ chân xuống cho nghỉ chút đi này. Rồi cho nghỉ xuống đi. Rồi xong chưa? Rồi bây giờ để duỗi hai chân cho xuống. Rồi mà hai ông thầy lùi ra tí xíu cho cô coi, cô đánh qua đây tí xíu. Cô làm hai chân nhé. Ủa sao không làm không? Không được không? Rồi này. Đi xì cô bé. Đấy. Nhìn ba được bấm rồi mà ba ngây ngất. Và tôi muốn nói với mọi người một điều á, là từ đầu tới cuối vẫn là phải làm sao có một cái người nhà của mình học để mà thực hiện cho mình. Vì một cái bệnh á, nhất là thần kinh tọa này á, là chúng ta làm hầu như là phải liên tục trong vòng 3 tháng rồi. Tất nhiên là chút xíu chúng tôi sẽ hướng dẫn cho cái cách mà dùng cái đai lưng để nâng cái cột sống lên, chứ không phải là chỉ đơn thuần như vậy. Và chúng ta nghĩ nó một cách đơn giản quá thì không bao giờ có chuyện đó. Nên ra một cái bệnh nhân á, là điều trị phải mất cái thời gian cũng phải khá lâu. Đừng có mơ tưởng là có một cái ông thần y nào đó bấm cho chúng ta chỉ một vài lần là khỏi. Chuyện nói sao không bao giờ có. Sanitship là bạn. Ok. Rồi. Và sao chị này cười? Bây giờ tỉnh đi tìm thần y bấm một lần nữa hả? Nhiều người á, là cứ gặp là đến đây chỉ mong là được bấm một lần là khỏi. Phải không? Không bao giờ có chuyện đó. Thầy bấm không chứ người khác bấm mưa đi. Thầy là mọi người cứ thích là thầy rờ vô sao rờ được. Đấy. Ok. Mà mọi người thấy đây là hai học viên. Một học viên đó là từ ở Đồng Nai là được là Tiểu Thỉnh tới đây. Một là thầy là từ Đan Mạch, hai thầy là đều tay ngang hết, mà đã là sử dụng cái bấm ngũ bội tâm tinh rất chuyên cần. Còn bác này là nãy giờ quýu rồi, rồi chị cứ duỗi chân cho thoải mái nha. Rồi chị cho tôi biết đi, là sau khi bấm ngũ bội tâm tinh chân chị có cảm giác như sao? Cảm giác ngay chân nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng liền phải không? Trời ơi, mọi người nên nhớ vậy nha. Nhất là phụ nữ mà bị thần kinh tọa đó, là chịu khó là dụ ông chồng mình đi học để cho ông chồng mình chữa cho mình. Còn nếu mà ông chồng không đi á, thì cứ nói nếu mà ông mà không đi á, thì tôi nhờ hàng xóm giúp giùm nó. Ok, bây giờ còn chị sao rồi? Sau khi bấm chị thấy sao? Nhưng mà chưa đâu, bây giờ hai người bỏ, hai người này lùi ra, hai người kia bỏ hai cái ghế ra, rồi đứng dậy. Bây giờ hai người đứng dậy ngồi xuống một cách thoải mái. Khoan, để cho hai, bây giờ nhìn nha, ngồi xuống, ngồi đứng dậy một cách tự tin. Rồi, ok, ngồi đi. Ngon, bây giờ không có chống nữa ha. Rồi, ngồi lắm, ngồi, rồi, hay quá. Rồi, thực ra là mọi người bấm về tưởng là xong. Chưa đâu. Nhiều người không biết đấy, sao hay quá. Chứ đến ôm ông thầy hôn thấm thiết. Chưa đâu, còn hai chiêu nữa. Bây giờ mời mọi người vui lòng lấy chiếu ra để trải đây. Chúng ta sử dụng chiêu tiếp tục. Đâu rồi, chiếu, cái chiếu rồi. Đó, trải ra. Để rộng ra. Rồi anh nên đánh ra dùng. Đó. Rồi hai người vui lòng nằm xuống luôn. Năm người chị nhé, quay đầu cùng một chiều đi. Rồi bên đầu bên này là. Rồi cho mượn cái gối, cái gối nhỏ. Ai cho mượn cái gối? Cho cái khăn đi. Dài ra, dài ra. Dài ra, dài ra.
chị qua xe. Rồi đâu quên đâu đó năm đâu đâu quên hết rồi. Rồi đâu quên đi. Rồi. Nằm hai người nằm nghiêng đây nha, đừng có nằm chồng lên nhau nha. Rồi bây giờ vui lòng chuyển ghế này dùng cho đi cho thầy thuốc ta làm. Thanh Diêm vui lòng chuyển ghế đi cho rộng ra. Đó, đây hai người ngồi đó. Rồi, hai người ngồi khác bên được rồi. Anh hai ngồi bên đây, anh này ngồi bên đây. Xoay đầu bên kia cho lớp quan sát dễ hơn. Rồi. Xoay đầu bên này nè. Sao? Xoay đầu bên này, lớp quan sát khác nhau. Không, rồi hai chiều khác nhau, không sao, không cần. Chị quay đầu quay đi mà thôi. Quay đầu bên này, quay chân lên này. Không, quay đi, chị đâu quay đầu quay đi. Quay đầu ngang. Rồi, ngang phải gì cũng được, không có quan trọng đâu. Trời ơi, cái bát này lắm chứ. Đây, rồi. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ dùng bóng để mà kẹp chân. Thì bóng đâu? Bóng của chị nào sư? Rồi, có gì đâu. Nhớ nha, bóng của người nào người đấy kẹp chứ đừng có lấy bóng người khác mà kẹp nữa nhé. Về cái ngửi ngửi mùi. Ok, rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái bóng lại vô cái khoeo chân. Mục đích chúng ta là chặn cái mạch động tĩnh mạch lại ha. Và chúng ta sẽ ép chân. Mà khi ép chân á, thì cái người thầy thuốc á là người hỗ trợ chứ không phải là người ép. Còn cái người mà ép á, chính là người bệnh. Rồi người bệnh sẽ kéo. Người bệnh sẽ tự kéo. Hai tay, hai tay. Đây. Hai tay. Hai tay. Không, một tay nó hai tay. Hai tay. Đó. Rồi. Mình á là... Mọi người nhớ nha. Ép vừa vừa thôi nha. Ép một cái gãy xương sườn là ông về. Rồi. Khi ép vào thì thở ra. Thở ra chị. Thở ra. Rồi khi thả ra thì hít vào. Đó, bắt đầu nhường nhuyễn rồi đó. Và cái động tác này á là khi mọi người qua kia yên lặng giùm nhé. Cái động tác này á là khi chúng ta mà thực hiện á thì ở đây có người hỗ trợ cho chúng ta. Nhưng mà khi mà về nhà đó thì chúng ta tự mà làm mỗi đêm. Ha, một ngày mình làm có thể 2-3 lần mà tự mình làm. Chứ còn lúc đó nó có ai đâu hỗ trợ. Ha, nhưng mà tôi vẫn là động viên mọi người, nếu mà đi học ở đây rồi, nắm nguyên tắc rồi mà giờ chưa có người về thì mình ghé hàng xóm mình dụ một cha nào đó. Ha, mình dụ mình nói em thấy anh đi ẹo ẹo á, anh để em chữa cho, thì mình chữa cho ông hàng xóm một vài lần thì cái ông hàng xóm ông thấy dễ chịu quá, nói sao em làm hay quá vậy, nó thôi để em chỉ cho anh cho. Thì mình dụ người ta, mình dạy người ta, mình dụ người ta xong mình dạy người ta rồi thì mình nói tôi sẽ sẵn sàng làm vật thí nghiệm để cho anh học. Đấy, cái đó là cái bánh. Và khi mà mình chỉ cái bánh đó rồi thì người ta sẽ làm cho mình hàng ngày và mình làm người đó hàng ngày. Đấy, đấy. Đó vậy mọi người nghe có lý gì. Nhớ con hàng xóm nào rảnh rảnh đó. Và ép vô. Mọi người thấy cái động tác làm việc rất là đơn giản. Nhưng mà khi mình ép vào thì thở ra, thì cái bóng ấy, nó đã được chặn ở cái động tĩnh mạch ở nách. Và cái bóng, và khi mình ép vào đó thì cái khoeo chân ở khoeo chân, còn một cái ở cái vùng bẹn mình ấy, thì nó cũng chặn cái động tĩnh mạch của cái vùng bẹn, do đó là nó chặn mạch máu lại. Rồi khi mà chúng ta thở, chúng ta thả ra đó thì máu nó sẽ phụt đi vào mạnh hơn và nó đi vào trong cái cột sống lưng của chúng ta. Đây, ép vào. Nhớ là 10 cái thôi nha. Giờ làm hai bên luôn. Làm luôn, không có chờ vậy đó. Làm luôn. Rồi sau làm hai mổ chân xong hết rồi bắt đầu làm hai chân luôn, ép luôn. Rồi còn cái người bệnh á, khi nào á mà mình cái ép á, mình cố gắng ép được nhiều chừng nào hay chừng nấy. Riêng cái người mà hướng dẫn á thì không được ép mạnh. Vì sao? Vì nếu mình ép mạnh á gãy xương sườn ta. Nhiều người á là hăng máu đè cái là cái rốt xong gãy xương sườn số 8.
một giờ chút sau cái buổi thực hành này đó thì chúng ta sẽ nằm xếp dài hết. Người nào mà đang bị đau lưng, đau bị thần kinh tọa thì mình tự nguyện mình ra mình nằm hết, và những người khác thì làm cho mình ha, rồi nằm sắp lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái dụng cụ đặc biệt, đó là khóa nhị môn. Rồi đây nè, sau lưng nè, cái dùi đó. Thầy hai này hành nghề đó, mình đồ đạc đồ nghề đó. Không có à? Sao vậy? Ta phải làm việc đó, lúc nào là thầy nghề là thầy thuốc phải mang theo nha. Đi đâu vậy là phải đặt trong lưng. Và mọi người nhìn đây. Cái tay để cho thầy. Rồi. Xoay bằng đầu nhỏ rồi đầu lớn. Rồi cái đầu nhỏ. Rồi xoay. Khóa nhị môn, mà nhị môn này gọi là nhị môn 1. Rồi. Đó. Anh Hải có một cái đặc biệt là anh dặn mấy cái quyệt giống như là dặn bù lon con tháng này. Đó. Người ta xoay nha. Đó dây vậy đó. Như bù lon con tháng vậy. Dặn hơi nó xiết ốc, nó banh ốc. Giống như sát đi sát luôn. Ông này ông làm đi nè. Đấy. Được không? Hôm ra về có làm cho con đâu. Đau quá không chịu. Đó bởi vậy. Tao về tao là phải ráng cho nó cắn răng đi chứ. Thấy không? Nên là phải ráng mà tập dượt cho nó giỏi chứ. Bữa nay kiểm tra ông mà không xong là quất ông một roi. Đấy, ngon lành chưa? Đấy. Rồi. Đầu nhỏ. Rồi. Đó, dây đúng rồi, dây là được rồi. Đừng có dặn nhau như con ốc vậy. Rồi mọi người thấy xoay chân này không? Đó. Thì khi mà mình xoay chân á thì mình xoay từ bên ngoài vào bên trong. Vì mình quay mà từ bên trong ra ngoài á thì nó đập khúc háng. Có một lần á là có một cái anh đông y á là dạy, anh nói tôi dạy ở Bến Tre Vĩnh Long. Long An. Rồi bà này mới nhớ tùm lum hết để tỉnh. Rồi là xong cái là chữa xong cái ông nghĩ là ông là đông y. Ông nói tôi biết mà ông làm xong cái bà kia tận khớp bán luôn. Rồi cuối cùng ông trốn mất. Rồi bệnh nhân cái là đương là bệnh nhân lành cái là tự nhiên thành bệnh. Đi cái xẹo lại nói nhờ thầy bây giờ cái ông học trò ông ba làm sao giờ cái háng em rớt ra ngoài. Mai cũng có tôi đó, tôi kéo khớp háng vô. Chứ không ấy ba đi một giò. Cho nên mọi người nhớ đó ha, tức là mình quay từ bên ngoài vào trong. Và sau khi quay xong á thì mình làm cái điều quan trọng là gì? Là cái người đau thần kinh tọa thì cái gót chân họ không bao giờ mà ép sâu được vào trong mông. Đau. Rồi anh xoay đi. Xoay đã. Anh xoay chưa? Xoay rồi. Anh xoay 5 vòng đầu thì anh xoay tròn. 5 vòng sau thì vừa xoay vừa ép vô mông. Em làm rồi thì bây giờ là cái mông đầu tiên là mông đối diện đúng à, rồi sau đó tới cái mặt rồi xây tiếp 5 vòng nữa à, rồi ép bên cái mông bên của cái chân à, rồi xây ép không nên ép trực tiếp, ép từ bên ngoài ép vào cách ép á. Ép đều vậy đó. Chứ đừng có ép gập thẳng cái queo. Đúng. Chứng tỏ rồi họ học hổm rồi, theo dõi hổm rồi mà không có thực hành thấy chưa? Em chịu khó mà làm đấy chứ. Trời đất ơi. Học mà tin này về đang mạch mở phần mạch mà quay như vậy đặt kháng mấy người ta chết. Rồi xong rồi này đây. Rồi hai chân. Ép hai chân. Ép hai chân luôn. Rồi ép sâu vô. Đó mọi người thấy bây giờ là cái người thần kinh tọa là không bao giờ ép mà được ngon lành vậy. Bây giờ ép được về thì bà này ngon bảnh tọa.
Nam Bộ rắc Nam Bộ đâu đau không đau hay là sướng rồi bắt ra tương ư rồi bà trời đất ơi đau hay sướng trời đau ơi đã ai nói đau vậy? Người nào á nhớ cái điều như này, người ta đau hay không là ta nấu, tự nhiên xiết cái miệng vô nói đau. Nhưng người nào mà đẻ rồi mới biết đau đẻ là sao? Không có đẻ mà cũng nói biết đau. Đấy, rồi chị này bây giờ từ từ đứng dậy, từ từ bình tĩnh. Đấy, rồi Phan kéo quần xuống. Đấy, kéo ống quần xuống. Trời ơi, tôi đi làm ruộng chút thôi chứ. Đó, còn cái bà kia, ông này thấy quay là đã lắm, sao bà cười cười nhỉ rồi. Đó, rồi. Khỏe, khỏe. Đừng có hồng mà mua vé về đăng mặt đâu nha. Rồi. Rồi, bây giờ chị đứng chút xíu đi ha. Rồi chị thôi bây giờ chị cảm tưởng, chị thấy đau hay là không đau đi cho mấy người quầy thắc mắc quá. Nó đau đau cái cơ chỗ này. À, đau đau cơ mà có đau nhiều lắm không? Không, đau đau chịu được. Chịu được, nhưng mà thích đau. Hết bệnh. Thì thích nó thích chứ chuyện gì đâu có ai mất lòng đâu. Rồi, mọi người thấy không, sau khi á mà xoay chân xong rồi thì chúng ta sẽ ép hai chân như thế này. Thấy không? Đấy. Rồi đứng dậy. Rồi hai bác đứng ở quầy bên đây. Rồi đứng dậy. Từ từ cho thấy chị được nha. Chị qua chị đứng bên đây. Rồi kéo quần xuống. Rồi kéo hai quần xuống. Đó hai chị đứng. Trời ơi đi nghe thánh thoát liền đúng không? Cuốn kéo lên. Ông có giật kéo bà té không? Rồi bây giờ là hai người đẹp nè. Rồi bây giờ là thành hai kiều nữ rồi. Phải, chưa hai thầy lại làm cái bài cuối cùng, tức là nắm cổ tay của hai bệnh nhân, hai bệnh nhân sát hai cái chân lại và cho nó ngồi. Phải, chị từ anh này lại. Rồi hai cái chân xếp khép sát lại. Đó. Rồi ngồi xuống, ngồi sát xuống đất luôn. Ngồi. Rồi. Rồi, hai người kia ngồi cái mông chạm đất luôn. Đẹp đất luôn đó. Thấy không? Rồi, ngồi vậy là 50 lần hẳn về. Nói vậy thôi, chứ 3-4 lần đâu. Rồi xong chưa? Rồi, bây giờ hai anh thầy tránh dùng cho hai bệnh nhân là biểu diễn võ thuật nha. Rồi, bây giờ hai người đứng tự nhiên, không cần ép chân vô trong nữa, đứng tự nhiên. Rồi ngồi xuống đứng dậy một cách thoải mái rồi. Đấy, ngồi xuống, đứng dậy, ngồi xuống. Trời ơi, bây giờ là hết mong có người đỡ rồi nha. Đấy, chị này á, là hồi nãy á, là ngồi xuống đứng dậy phải lồn còn, bây giờ ngon lành rồi. Còn chị kia đến phải có người nhiều, bây giờ hết rồi phải không? Rồi, xin cho ý kiến của người đẹp đầu tiên. Đây là kiều nữ. Rồi đứng lên ngồi xuống phải có người kéo vậy mới được. Bây giờ đứng lên ngồi xuống nghe dễ chịu rồi. Dễ chịu rồi phải không? Dạ. Vui không? Vui chứ. Trời ơi, mọi người cho đàn pháo tay cho chị này vui thiệt nữa. Rồi, Tiểu Thơ. Sao rồi? Dạ thưa, con thấy rất nhiều dễ chịu. Dễ chịu hả? Dạ. Nhưng mà cái chân mà nó đã đau á thì nó hơi còn, khi mà đã làm thì nó rất là đau. Đúng rồi. Còn cái chân này không có thì nó in đẹp. À, bình thường. Ừ. Dạ. À, nhưng bây giờ còn đau không? Dạ thưa, giờ cũng còn đau chứ. Nhưng mà đau nhiều không? Dạ ít. Ít thôi á. Dạ, dạ. Thôi phải làm nhiều lần. Dạ. Cho nên là chị đi học đi, đi với ai? Dạ thưa, không xả đây. Dạ. Ông xã đây hả? Rồi, ông xã bác biểu coi. Từ đây về sau ông xã nhớ nha, là ông xã phải học cho giỏi đi chữa cho bà xã nha. Đừng có để hàng xóm lo nữa nha.
Rồi, có làm được không? Được. Được, con anh. Đấy, còn tiểu thơ này. Đi với nhỏ gái thầy. Đâu gái đâu? Đâu gái nè? À, rồi, con thấy mẹ sao rồi? À, ráng mà phụ giúp cho mẹ nha. Ok, à, một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ở bên nó cảm ơn hai ông thầy tay ngang.